Bây giờ tới Định Quán nha, ngã ba chọc. Tự dưng có cái hòn đá này rất hay này nhỉ. À, đây gọi là ngã ba chồng hả? Ngã ba chồng. Không phải, đá ba chồng. Ba hòn đá nó chồng lên nhau. Nhưng có khi lại hiểu rằng người phụ nữ có ba người chồng. Đây có cái hòn đá này rất kỳ lạ nhá. Đây đá chồng này nó tự nó ngồi lên nhau thôi. Đây. À, ngã ba. Đá, úi rồi. Đây là huyện Định Quán nha. Đây là hồi xưa cái núi nó sẽ lập cái đường. Ờ. Lấy mặt bằng nó là xây nhà. Thị trấn Định Quán. Thị trấn Định Quán hai bên đường. À, chuẩn bị xuống hả? Đến cho cây số 16 cho xuống nha. 116. Đây là nguyên hòn đá đấy, chứ không phải là núi đá đâu. Ồ, kỳ lạ không? Rất nhiều hòn đá nhá. Nhắn nhụi. Đâu, 36 lên đầu dốc. Đâu mà, có 15 có 10 xuống nữa. À. Có những hòn đá mồ côi nó tròn, nó to. Tự dưng nó tạo hóa, nó hình thành. Đấy. Huyện Định Quán. Chiều tấp nập. Bên đây nó hình như nó lên cao rồi, nên bắt đầu lên cao nguyên. Xe này không bị phạt đấy. Nó đâu có nghĩ đâu. Hồi nãy mới thấy nó đằng sau mình mà. Nó đâu có nghĩ. Nó chạy suốt rồi. Ông vô trong đại tẻ thì lấy tiền thêm của ông. Bả kìa, bả kìa. Đã tẻ cho con. Đã tẻ. Nó mày bụi vậy. Đâu có gì không? Thôi, tay 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 đứng ở tí đi ông ơi, lên khúc này rồi có người xuống à. Huyện Định Quán. Bây giờ cậu Điệp sẽ ra đây để đón mình nhá. Điểm dừng trước mắt là cây số 115. Sau cây số 115 thì điểm dừng tiếp theo là cây số 116. Thì mình mới toan xuống và cậu Điệp sẽ đón ở đó. Bây giờ là gần 6 giờ chiều, trời rất đẹp, mát mẻ. Nắng bắt đầu tắt. Mười lăm xuống đi đã, xong rồi mới đến 16. Đúng rồi. Cây số đây, họ xuống cây số 15. Tí nữa mình sẽ xuống cây số 116.
Này, em cầm cái này. Cái của anh đây. Đi đây. Ừ, anh cầm ba lô của anh, em cầm của em. Em cầm của em, anh cầm của anh. Đây, mình xuống đây. Đây, ngã ba 16 đó. Rồi. Kéo cho làng quàng. Hai đứa đi đâu vậy? Tao đón anh ở đây à? Hả? Mai đón mấy cái đường nhá. Đây mới là ngã ba 16 nè. Vâng. Đây xuống đây. Chào anh nhá. Vâng, chào bác Tài nhá. Mai đón nhá. Vâng, chào nhá. Từ từ, cứ từ từ. Không có gì, không có gì. Ừ. Đây, hai hành khách thất thểu. Hết nắng rồi. Để đứng đây để chờ cậu Điệp ra đón. À. Đây. Bây giờ ghé qua kia xem có gì mua thì mua. Thích mua gì thì mua. Kia kìa, xuống chỗ kia kìa. Nhà. Em cứ để đây tí, nó đến đây nó sẽ gọi cho mình thôi. Chuông nó reo thôi. Thế mình lượn qua đây đi. Ờ thì thích gọi thì gọi. Nào. Có người ra đón. Em ơi, vâng. Nếu cứ bảo là ở trước cổng trường tiểu học Trần Quốc Toản nhá. Phú Điền nhưng mà có cháu nó ra đón. Vâng, ngã ba 16 à? Vâng. Vâng, cảm ơn anh nhá. Rồi. Bốn Phú Điền. Rồi, đây rồi. Ngã ba 116 đây. Ở đây nó sẽ đón ở đây. Đây, xã Phú Lợi đạt chuẩn nông thôn mới. Từ xã Phú Lợi này mới đi vào xã Phú Điền. Xã Phú Lợi thì nó thuộc về huyện Ninh Quán, còn xã Phú Điền thuộc... Vâng, thì ở đây mới ra đón. Vâng, vâng, nhưng mà chờ người ra đón. Đại chào Phú Lợi đây mới. Ừ, ngồi đây đợi nè. Vâng. Qua bên kia cho rộng đi. Qua bên này cho rộng đi. Qua bên này em ơi. Đây. Nhà ra đây là cho gọn nó đây. Cho gọn. Bây giờ phải cái thằng Hà điện là nó ra tới đây nữa. Rồi. Tới xuống đây em để đây. Đứng chờ ở đây thôi. Chờ cô Điệp ở đây. Trời tối rồi. Bây giờ có thể quay là sẽ bị thiếu ánh sáng một chút đấy.